Tin vui cho hành khách đi lại bằng đường hàng không, ngay từ trong dịp Tết này đã có thêm chuyến bay từ Hà Nội đi Rạch Giá và chiều ngược lại. Đây là chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Rạch Giá do Bamboo Airways thực hiện, có thời gian bay là 2 giờ 20 phút với tần suất 7 chuyến một tuần. Nhân dịp Tết, Bamboo Airways cũng tung nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giá vé máy bay chỉ từ 69.000 đồng một chặng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách, và việc tăng thêm các chuyến bay còn tạo cơ hội kết nối đầu tư, thúc đẩy kinh tế du lịch của Kiên Giang vươn xa hơn.